Triển lãm thương hiệu và giải trí Hàn Quốc KBEE 2022 tại Hà Nội mới đây đã thu hút khoảng 150 doanh nghiệp tham gia với đa dạng các ngành hàng nhằm tạo mối quan hệ giao thương giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tại triển lãm, Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc đẹp Thành Lộc Vitalok giới thiệu đến khách tham quan dòng sản phẩm nấm súp lơ lên men Sparasis có tác dụng nâng cao sức khỏe, đề kháng và miễn dịch cho cơ thể. Kim Sin Bio là một thương hiệu Hàn Quốc hàng đầu về phát triển cái chủng nấm miễn dịch hay gọi là chủng nấm súp lơ. Thì đây là một cái chủng nấm rất đặc biệt mà xưa nay thì được gọi là quý hiếm bởi vì số lượng và phát triển nó rất khó khăn, và thứ hai là được kết quả thì rất là thấp. Nhưng mà hiện nay thì dưới áp dụng với công nghệ cũng như là cái việc phát triển trồng nó một cách nó tốt nhất thì hiện nay thì Kyungshin Bio ở Hàn Quốc đã phát triển nó phổ rộng. Và thứ hai là để đảm bảo cho cái việc là người tiêu dùng ở Hàn Quốc cũng như là các nơi khác có thể là tiếp cận được cái chủng nấm súp lơ này. Do vậy mà lần này thì Kyungshin Bio với Thành Lộc đã kết hợp để ra mắt cái sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Được biết đến là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc phân phối các dòng sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, với phương châm đem đến cho khách hàng những giải pháp, sản phẩm và dịch vụ tư vấn chuyên sâu chất lượng cao. Thời gian tới, Vitalok sẽ phấn đấu trở thành trung tâm cung cấp nguồn sản phẩm sức khỏe chất lượng và tiến bộ mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hiện ngoài hình thức bán hàng trực tiếp, khách hàng có thể tham khảo và đặt mua sản phẩm thông qua website vitalok.vn.